Quý chị và các bạn thân mến, hôm nay giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương bước vào thi đấu chặng 5 đua vòng quanh bờ hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt. Do đây là chặng đua ski có lộ trình ngắn nên không có nhiều điểm nhấn đáng chú ý. Với lợi thế có chân rút Yutatip nên tuyển Thái Lan chủ yếu giữ tầm và xếp đội hình để tạo điều kiện cho áo xanh Yutatip tấn công. Và không nằm ngoài dự đoán, sau 10 vòng, Yutatip là cua rơ về nhất ở chặng 5, qua đó tiếp tục gia tăng điểm áo xanh so với các đối thủ. Ngày mai, cuộc đua sẽ tiếp diễn với chặng đua thứ 6. Các cua rơ sẽ chinh phục đèo Vĩnh Hy để xác định danh hiệu nữ hoàng leo núi.